bộ phim điện ảnh Cương Thi năm 2013 do Hằng Không sản xuất. Nó không chỉ là một bộ phim hoài cổ về tập tục thờ cương thi, mà còn trở thành bộ phim cương thi huy hoàng cuối cùng của xứ Hương Cảng. Hôm nay Cày Phim Cộng xin giới thiệu với các bạn bộ phim Cương Thi 7 ngày sống lại. A Hào là một diễn viên đóng phim cương thi nổi tiếng một thời. Theo thời gian sự lạc hậu dần của phim Cương Thi và sự ra đi của đứa con, anh ta đã không lưu luyến trần thế nữa, chuẩn bị tìm một nơi để kết thúc sinh mệnh. Chủ Yến quản lý giúp anh ta mở căn phòng số 2442 vốn đã khóa lại từ rất lâu trước kia. Ông ta vừa vào bên trong liền thắp hương cúng bái, căn phòng này hình như không đơn giản như vậy. Sau khi chủ Yến rời đi, A Hào mở vali ra, lấy ra một bộ trang phục diễn. Lăn lộn trong giới phim ảnh cũng đã nửa đời người, danh lợi chẳng qua cũng chỉ là khói mây lướt qua mắt, mà đây chính là thứ đồ quan trọng nhất mà anh ta muốn để lại trần thế. Nghi thức đã làm xong, chính kịch cũng nên bắt đầu rồi. Vào khoảnh khắc A Hào đặt đổ chiếc ghế, sợi dây thừng kịp chặt lấy cổ anh ta. Nửa cuộc đời của anh ta giống như một chiếc đèn kéo quân, từng hình ảnh hiện lên trước mắt anh ta. Quỷ hồn chờ đợi cơ hội hành động, dần dần tiến vào thân thể đang dần rơi vào cái chết kia. A Hào nỗ lực dãy dụa, may kịp thời được người ta cứu. Người đó thân thể bất phàm, rất nhanh đánh quỷ hồn kia ra khỏi thân thể của A Hào. Vì cao nhân này tên là Anh Hữu, tổ tiên ba đời tổ truyền đánh cương thi. Nhưng đến đời của ông ta, cương thi ít đi, thiên hạ thái bình, ông ta chỉ có thể chuyển sang làm đầu bếp. Dì Mai nổi tiếng là một người tốt, thường giúp đỡ hàng xóm láng giềng, thường cho họ quần áo, mua đồ ăn, trông trẻ con giúp. Mặc dù cuộc sống thanh bần, nhưng tình cảm của bà ấy và người bạn đời của mình là chú Đông, tình cảm rất tốt, ngày qua ngày đều sống khá thoải mái. Chú Đông trong một lần đi vứt rác, không cẩn thận bị ngã xuống cầu thang. Vì để cứu người bạn đời của mình, dì Mai tìm đến A Cửu, người chuyên giúp người ta xem quẻ bói toán. Theo chỉ dẫn của A Cửu, bà dùng đất đắp kín lên thi thể của chú Đông để che giấu đi mùi thối rữa của thi thể, cho ông ấy dùng máu quạ để tập trung âm khí. Cuối cùng miếng gỗ có mùi nặng nhất để cố định thi thể. A Cửu viết cho chú Đông một tấm bùa chú màu tím, sau đó đặt những đồng tiền xu lên mặt và nhắc nhở dì Mai nhiều lần rằng không thể gỡ những đồng tiền kia xuống, trong 7 ngày người sẽ sống lại. A Hào lúc này đang ở trong phòng ủ rũ ảm đạm nhìn lại bức ảnh cũ, đột nhiên phát hiện một người phụ nữ điên đang nhìn trộm mình, nhưng cô ta lại giống như nhìn thấy gì đó rất đáng sợ mà chạy trốn. Con trai của cô ta cũng thích nhân lúc A Hào không có ở đó, vào trong nhà của anh ta nghịch ngợm. A Hào nhìn thấy bức tranh của đứa trẻ kia, thì muốn đuổi theo để hỏi cho rõ ràng, nhưng lại gặp phải đường cho âm binh mượn. A Hào lập tức làm theo người phụ nữ điên kia, dán người sát tường không dám thở mạnh. Khi âm binh vừa đi qua, người phụ nữ điên kia lẩm bẩm một mình điều gì đó, nhớ trong thời gian này phải đi dựa vào mép tường, xem ra ở đây thường hay xảy ra những sự việc quái dị. Chú Yến nói cho A Hào biết, người phụ nữ điên đó gọi là A Phụng, con trai cô ta Tiểu Bạch bị bệnh bạch tạng. Hai người không chỗ để về, chỉ có thể được ông ta lén sắp xếp cho ở trong phòng công tơ điện. Phòng A Hào ở bây giờ là phòng số 2442, đó từng là ngôi nhà mà A Phụng ở suốt mười mấy năm. Chồng cô ta vẻ ngoài trông như một người giáo viên lịch sự nho nhã, nhưng thực tế lại là một tên mặt người dã thú. Trong khi bổ túc cho hai chị em song sinh kia thì lại nảy sinh ý nghĩ xấu, nhưng lại bị một trong hai chị em kia giết chết, mà sau đó bọn họ cũng tự sát. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, A Phụng liền phát điên, từ đó về sau cô mỗi ngày đều đến phòng 2442 nhìn một cái, nhưng mỗi lần nhìn thì đều sẽ bị lệ quỷ trong đó dọa sợ chạy mất. Nhìn thấy đứa trẻ Tiểu Bạch kia tuổi tác cũng tương đương con trai mình, A Hào động lòng trắc ẩn, quyết định giúp đỡ bọn họ. Anh ta tìm đến Anh Hữu, muốn ông ta giúp mình xua đuổi lệ quỷ trong phòng số 2442, như vậy thì hai mẹ con A Phụng mới có thể về nhà. Nhưng Anh Hữu lại không giúp anh ta chuyện này, còn khuyên anh ta đừng lo chuyện bao đồng. A Hào thất vọng trở về, vừa mở cửa đi vào thì bị vẩy đầy máu quạ lên mặt, còn nhanh chóng bị dán một tấm bùa màu tím lên người. Thì ra là A Cửu muốn lấy A Hào làm mồi nhử, dẫn hai ác linh chị em song sinh kia ra ngoài để thu phục. Không ngờ đến bản thân mình căn bản không phải đối thủ của bọn họ, bị A Hào lúc này đã bị nhập đánh bại. May Anh Hữu đến kịp thời, bọn họ hợp lực đuổi ác linh ra khỏi thân thể của A Hào và phong ấn trong tủ quần áo. Sau khi sự việc kết thúc, Anh Hữu đã đánh A Cửu một bạt tai, khiển trách hành vi nguy hiểm khi dám lấy mạng người ra để dẫn dụ ác linh, và cảnh cáo ông ta rằng chiếc tủ này cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, phải lập tức thiêu bỏ. A Cửu mặc dù miệng thì nhận lời, nhưng vừa ngoảnh mặt đi thì lại lấy số dầu lấy được luyện từ xác của chú Đông dội lên tủ quần áo. Hiển nhiên là muốn chú Đông sống lại để dụ lệ quỷ song sinh kia, ông ấy có một mục đích khác. Cặp ác linh song sinh kia vậy mà đã bị bắt, A Hào mời mẹ con A Phụng trở về phòng 2442. Căn phòng quỷ ám vừa âm u vừa quỷ dị này cuối cùng lại khôi phục lại ấm áp như những ngày trước đây. Anh Hữu gần đây phát hiện trên người hàng xóm nhà mình luôn có một mùi vị dầu thuốc gì đó kỳ quái. Khi biết quần áo của bọn họ đều là được dì Mai vá cho, lại nghĩ đến gần đây luôn không thấy bóng dáng của chú Đông, trong lòng ông ta bắt đầu thấy hoài nghi. Chú Yến nói A Phụng từng nhìn thấy người đàn ông có rất nhiều đứa trẻ đi theo đằng sau là người đã giết chú Đông, mà bản thân cũng đã nhìn thấy răng vàng của chú Đông trong vũng máu ở cầu thang. Anh Hữu cảm thấy A Phụng bị điên, lời nói không thể tin. Dì Mai thấy chồng trì trệ không thể nào sống lại được, thì đến truy hỏi A Cửu một cách làm khác mà lần trước ông ta đã nói.
A Cửu nói còn một cách khác, đó chính là dùng máu trẻ trai thay cho máu quả đút cho ông ta uống. Nếu như đã không có thể có được loại máu này, thì nên nhẫn nại chờ đợi. Chu Yến vẫn luôn nghi ngờ những gì A Phụng nói. Cái gì mà người đàn ông có rất nhiều đứa trẻ đi theo sau? Là A Cửu đang nổi tiểu quỷ sao? Vì vậy đặc biệt đến thăm ông ta, cố ý để túi kẹo rơi xuống dưới đất, phát hiện kẹo quả nhiên bị tiểu quỷ lấy đi. Ông ta chất vấn A Cửu chú Đông ở đâu, lo lắng sự tình bại lộ, dì Mai nhân cơ hội ông ta không phòng bị mà đập chết người. Mặc dù anh Vũ không hoàn toàn tin tưởng những gì Chu Yến đã nói trước đó, nhưng ông ta vẫn rất nghi ngờ. Bởi vì dì Mai trước đến nay rất thương Tiểu Bạch, vì vậy ông ta bảo Tiểu Bạch đến nhà dì Mai giúp mình thăm dò tình hình. Điều mà ông ta không biết đó là dì Mai vì ham muốn cá nhân của bản thân mà từ một vị trưởng bối thân thiện với mọi người biến thành người điên mất hết lý trí, trở thành một con dao giết người. Bà ta nhìn thấy Tiểu Bạch thì trong đầu lại hiện ra câu nói dùng máu trẻ trai của A Cử. Vì vậy bà ta đem cậu bé trở thành cống phẩm đưa đến trước mặt người bạn đời của mình. Lúc này la bàn tổ truyền trong nhà của anh Hữu bắt đầu chuyển động. Đây là dấu hiệu của điểm xấu. Anh Hữu mau chóng đến nhà dì Mai, phát hiện trong nhà máu đã chảy thành sông, vừa nhìn là biết đã xảy ra một trận đấu ác liệt. Đột nhiên một bàn tay vươn ra bịt miệng và mũi của ông ta, người trước mắt chính là A Cử đang thương tích đầy mình, phía sau lại là cương thi nguy hiểm đáng sợ. Bản thân chỉ vừa mới muốn hít chút dương khí, ai ngờ lại trở thành bữa ăn trên đĩa của cương thi. A Cử nói thật với ông, cương thi này là do ông ta luyện ra. Sau khi tiểu quỷ mà ông ta nuôi hại chú Đông ngã cầu thang, thật ra chú ấy vẫn còn lại một hơi thở, là ông ta đã triệt để giết hại chú Đông. Ông ta nuôi tiểu quỷ, mượn hồn của hai chị em song sinh kia, luyện hóa ra thi thể của chú Đông, đều là ông ta mượn âm hoàn dương. Vì để tiếp tục mạng sống đã bị mắc ung thư phổi của mình. Thật ra ông ta nên chết từ sớm rồi, vì vậy mới dẫn đến việc âm binh tới thăm. Dì Mai nóng lòng cứu chồng nên đã bỏ những đồng tiền trên mặt chú Đông xuống, lại cho ông ta uống máu trẻ trai, cục diện hoàn toàn mất khống chế. Nói xong đến đó thì A Cử cũng tắc thở. Bất luận như thế nào, anh Hữu chỉ có thể thay ông ta thu dọn tàn cuộc. A Phụng thấy Tiểu Bạch mãi không về nhà, cho nên đã lo lắng ra ngoài tìm, không ngờ cô nhìn thấy chiếc tủ nhốt hai chị em sinh đôi kia. Không nghĩ Tiểu Bạch bị nhốt trong đó, nên lập tức mở tủ ra, làm sao cô ngờ được thứ chui ra lại là cặp lệ quỷ kia. A Phụng giả vờ như không nhìn thấy cho nên mới thoát được. Đại nạn ở trước mặt, anh Hữu và A Hào thương lượng. Nói chú Đông có phách nhưng không có hồn, cặp song sinh kia lại có hồn nhưng không phách, nếu tách ra để đối phó thì nhất định thắng. Ông ta dùng dầu thi dẫn chú Đông ra ngoài, A Hào phụ trách tìm A Phụng. Lúc này A Phụng ở dưới lầu nhìn thấy hồn phách của Tiểu Bạch, lúc này cô mới biết Tiểu Bạch đã chết. Vì để báo thù cho con trai, cô đơn độc một mình đến tìm cương thi chú Đông vốn đã chết kia để tính sổ, nhưng như vậy không khác gì lấy trứng chọi đá. Lúc A Hào đuổi tới nơi, A Phụng cũng đã chết rồi, A Hào lập tức lấy lửa và gạo nếp tới để áp chế. Lực chiến đấu của chú Đông không tính là mạnh, cặp song sinh kia nhanh chóng theo tới. Cặp song sinh bọn họ vô cùng lợi hại, sau khi nhập vào thân thể của chú Đông đã kết hợp thành một cỗ quỷ thi, sức chiến đấu rất hung hiểm. Thi quỷ nhảy lên một cái, dùng ống thép đâm vào người của A Hào. Và đồng thời lúc đó, anh Hữu cũng đang chuẩn bị, ông ta mang theo vũ khí, lần nữa xuất chiến. Sau khi tìm được một hơi thở yếu ớt của A Hào, đã dùng máy của anh ta để vẽ phù chú khiến anh ta hồi quang phản chiếu. Sau đó dùng cây lau nhà vẽ một kết giới ngũ hành trên hành lang, nhắc nhở A Hào sau khi dẫn dụ thi quỷ kia vào kết giới thì anh cần thời gian một điếu thuốc để đánh bại ông ta, nếu không thì vĩnh viễn sẽ không quay về được. Quỷ thi rất nhanh chóng ngửi thấy mùi dầu mà đuổi tới, anh Hữu từ từ khởi động la bàn kết giới thủy, mặt đất nháy mắt biến thành một trận phù chú bằng nước. Nếu có thể dìm thi quỷ kia xuống dưới nước thì có thể đại công cáo thành. Nhưng lúc bọn họ đang tiếp đất thì trận phù chú nước kia biến mất, anh Hữu lập tức mở kết giới mộc. Trong kết giới mộc, A Hào suýt chút nữa có thể áp chế được cương thi. Nhưng đến giây phút cuối, vẫn là để cho cương thi có cơ hội lật bại thành thắng. Anh Hữu nhẫn nhịn cánh tay đã bẻ thành cong của mình, tiếp tục mở kết giới thổ, A Hào và cương thi vẫn còn đang chiến đấu. Điếu thuốc cũng đã cháy gần hết, tay của anh Hữu dường như cứng sắp gãy luôn rồi. Trước mắt nhìn thấy vẫn là thắng bại khó phân, anh Hữu lập tức ném ra một thanh kiếm gỗ, muốn giúp đỡ A Hào, nhưng thân thể bị trọng thương của anh ta không có lực chiến đấu nữa. Kiếm gỗ bị cương thi làm gãy, la bàn cũng đã đến kết giới kim, mặt trời đang dần nhô lên ở đằng sau. Anh Hữu giữ chặt lấy sợi dây đỏ trỏ trên thanh kiếm gỗ, không hề do dự mà nhảy xuống. Theo A Hào và thi quỷ kia cùng rơi xuống đất, thi quỷ dưới ánh mặt trời bị thiêu đốt. Dì Mai nhìn thấy mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa việc hồi sinh người bạn đời cũng đã trở nên vô vọng, bà tuyệt vọng chết cùng thi quỷ đó. Ác linh song sinh kia cũng không thể tồn tại nữa. Anh Hữu lúc đứng trước ranh giới của cái chết, sau khi hít xong điếu thuốc thì cũng đã không còn thở. A Hào là con người sống lay lắt cuối cùng cũng đã được thành toàn rồi, tự mình đến được bước này là đã hoàn thành rồi. Ngoảnh đầu lại, trở về lúc mở đầu của bộ phim. A Hào mang theo hành lý đến khu dân cư này, đi qua chỗ anh Hữu đang làm việc, đi qua chỗ người bảo an đang ngủ là chủ Yến. Gặp được mẹ con A Phụng, người phụ nữ không hề điên loạn cũng như chán nản. Còn có dì Mai, người đàn bà đã mất chồng nhưng vẫn sống cuộc sống như cũ. Đến cuối cùng đến phòng 2442 treo cổ tự sát. Thi thể của A Hào được đưa đến chỗ kiểm nghiệm thi thể của A Cử, mà người con trai đã lớn của anh ta mau chóng đến nhận thi thể của anh ta.
Thì ra những thần đạo quỷ quái đó chỉ là trước lúc chết A Hào tự tưởng tượng ra mà thôi. Sự huy hoàng của cuộc đời anh ta do phim Cương Thi mang lại, cũng là vào thời kỳ hoàng kim của phim Cương Thi ấy anh ta đi xuống, nhưng anh ta vẫn như cũ đắm chìm vào thế giới trong phim. So với cuộc sống bình bình đạm đạm, thì anh ta càng hy vọng mình có thể trở thành một vị đạo trưởng bắt cương thi, chiến đấu với cương thi quỷ quái. Anh ta không phải một tướng quân chân chính, nhưng anh ta so với bất kỳ ai càng khát vọng chiến được chiến đấu oanh oanh liệt liệt đến chết trên sa trường. Vì vậy chấp niệm lớn nhất cuộc đời này của anh ta chính là giấc mộng trước khi chết kia. So với trong những bộ phim cũ kia, thì bộ phim này càng giống với sự tưởng nhớ của người ta về một thời kỳ hoàng kim của phim cương thi. Không cần biết là Lâm Chính Anh hay Hứa Quân Anh đã qua đời, hay là Tiền Tiểu Hào và Lâu Nam Quang đã già đi, thì họ đều là những gương mặt quen thuộc của khán giả thích phim cương thi. Bọn họ là hình ảnh thu nhỏ về nét văn hóa liên quan đến cương thi, cũng là những ký ức mà chúng ta khó có thể quên đi. Đạo diễn Mạch Tuấn Long nói, đây là một bộ phim liên quan đến hy vọng, liên quan đến câu chuyện đã bị lãng quên. A Hào trong bộ phim đã thất cầu, thông qua hồi quang phản chiếu tìm lại gia đình đã bị mất mát, tìm lại tôn nghiêm, tìm lại chính bản thân. Mặc dù nó chỉ là một giấc mơ, nhưng mà anh ta đã cười mà rời đi. Trong quãng đời còn lại đắm chìm trong chán nản của anh ta, cuối cùng cũng đã tìm được hy vọng. Theo như anh ta, có thể chết trong thế giới mình tưởng tượng ra thì cũng tính là rất viên mãn rồi. Nhưng đối với việc nhìn thấy ảo tưởng, theo quan điểm của những người biết chân tướng, sự thật thì luôn tàn khốc. Chúng ta lại không muốn trở lại năm tháng cũ, những bộ phim cương thi trưởng thành cùng chúng ta, còn thời kỳ hoàng kim của nó nữa. Nhưng thời đại như sóng cuồn cuộn trôi qua, dây đỏ gạo nếp vẫn còn đó, nhưng không còn Lâm Chính Anh năm đó nữa, có người đã không còn. Thời kỳ huy hoàng của phim cương thi cũng giống như chú anh vậy, sẽ không quay trở lại nữa. Được rồi, đây là cày phim cộng. Hãy like và theo dõi mình nhé.